kính chào tất cả các bà con của bác nha. À, hôm nay là ngày cực kỳ quan trọng, ngày 11 tháng 10. Thì mọi người biết là vừa qua bên phía hai bên gia đình Trang và Thái đấy đã gặp một số cái trục trặc về cái vấn đề là cụ thể của cái vụ án này. Thì mọi người biết, như quý chủ chị đã biết là chúng nó đang ở trong nhà tù đúng không ạ? Đó. Thì vừa rồi là bên phía luật sư Thơm đã lên một thông tin cực kỳ nghiêm trọng, đó là sao? Trong tháng 10 này, là vài ngày sắp tới thôi, là sẽ có một phiên tòa, gọi cái phiên tòa kết thúc. Và những cái manh mối chứng cứ mà chúng ta tìm được từ trước tới giờ là coi như là công cốc hết. Tại vì những cái hồ sơ đó, theo cái nguồn thông tin bên phía gia đình của gần nhà thằng Thái và hàng xóm xung quanh láng giềng bên phía bà Năm, bà Sáu, bà Bảy, bà Tám, bên gần nhà dì ghẻ mọi người, thì họ đã kể đồn đi đồn đại một cái thông tin, đó là tại sao có đầy đủ những chứng cứ vật chứng đó của từ nhà dì ghẻ cho tới nhà hàng Thái rồi đó, tất cả những cái lời khai của từng thành viên trong gia đình đó. Tại sao cho tới tận giờ phút bây giờ mà chưa có kết quả của xét nghiệm pháp y, chưa có kết luận điều tra cuối cùng về cái vụ án này đó. Thế cho nên là nhiều người gọi điện cho em thắc mắc giáo giết mấy ngày nay, là họ đang rất là lo lắng là liệu, chúng ta đặt ra cái câu hỏi là liệu là cái vụ án này nó có bị chìm xuống, nó có bị quên lãng rồi hay không, và vì sao tất cả các YouTuber giờ là không lên tiếng. Thì kênh của em mọi người, cái kênh của em hiện tại là đang bị chúng nó đánh gãy luôn rồi. Thì điển hình thôi, vừa hôm qua, ngày hôm qua là rất là muốn lên video để trò chuyện tất cả các chú chị, nhưng mà có một cái cuộc gọi mà chúng nó đe dọa đến tinh thần của em, đe dọa gọi là sao, gọi là tao cấm mày hó hé một lời nào trên mạng xã hội, trên kênh YouTube này nữa. Tại vì sao? Điển hình hôm qua là không thể đăng video được, không thể đăng video lên đây để cho quý cô chú chị được. Thế cho nên là cho tới tận ngày phút bây giờ, khi mà hỏi thăm tình hình sức khỏe của hai bên gia đình chúng nó, đó, thăm dò là chúng nó đang có sự sơ sẩy ở đây đó, và cho tới tận giờ phút bây giờ là em mới có thể đăng video được. Thì mong quý chú chị hãy thông cảm với em nhé. Và em, mọi người yên tâm là em theo, là sẽ theo vụ này tới cùng đó. Và khi nào mà phải đưa chúng nó ra pháp trường đó, xử tử cái lũ ác quỷ này, thì chúng ta mới có thể là kết thúc được, đúng không ạ? Mọi người cùng nhau đòi lại công bằng, đấu tranh vì cháu bé Vân An nha cô chú anh chị. Đó. Thì mới đây nhất, theo cái nguồn thông tin thì chúng nó đang là cựa quậy trong cái cơn là gọi là sống chết mọi người. Không còn nhiều thời gian để cho chúng nó chạy án nữa đâu. Tại vì giữa tháng 10 này là ngày 15 tháng 10 là có một cái thông tin gọi là xét xử lần cuối đó, để hy vọng là sắp tới khi nào có thời gian về pháp trường xét xử cụ thể, em sẽ thông báo cho tất cả mọi người để cho chúng ta có một cái cuộc gọi là cái cuộc gặp mặt ra cùng nhau đòi lại công bằng cho cháu bé đáng thương của chúng ta. Và đặc biệt nhất là mẹ của cháu bé bây giờ là đang rất là giáo diết và đã hồi phục lại sức khỏe rồi, hồi phục lại sức khỏe lại và đang là kêu gọi cộng đồng cùng nhau lên tiếng để cho cái vụ án này không chìm xuống. Tại vì 21 tháng 7 cho tới tận giờ phút bây giờ là mấy tháng rồi? 3 tháng rồi cô chú chị ạ. 3 tháng trời rồi. Là một quãng thời gian rất là dài. Đó. Cho nên là nó đang đi vào quên lãng mọi người. Mọi người biết không ạ? Đấy. Thì mới đây nhất, đây em sẽ đọc cho mọi người một cái bài thơ từ những cô chú anh chị ấy, những cái người gọi là những cái người thân thiết bên phía hai bên gia đình, và những cái người mà đã làm trong công ty của cái con Trang và thằng Thái ấy. Đó, đã có một cái lời thơ về tâm sự để cầu siêu cho cháu bé của chúng ta. Đã. Những điều con muốn nói đấy. Mùa đông nữa lại về như khơi lại, ngót một năm con từ giã nhân gian. Biết bao yêu thương của người ở lại, bao nỗi sầu day dứt khôn nguôi. Ôi tuổi thơ cuộc đời con ngắn ngủi đấy, biết bao buồn tuổi với thương đau, với biết bao điều con muốn nói.
Sao số phận nỡ quay mặt với con? Hồn ngậm ngùi còn vương nơi chín suối, oai tinh kia đọng mãi với thời gian. Đó, hỡi nhân gian với bao điều oan trái, công bằng này mau trả lại cho con. Đấy, nơi thiên đàng con an lòng mãn nguyện. Đó, bao nỗi niềm rũ bỏ bước thiên thu. Đấy, một cái bài thơ cực kỳ hay và cảm động. Mong các chú chị hãy coi đến cuối video nha. Đấy. Cảm ơn bao trái tim người yêu mến, hẹn lại xin con trả lại ơn xưa nha cô chú chị. Mọi người có cảm nhận được từng câu thơ nó chạm tới trái tim của chúng ta đúng không ạ? Đó. Và cái vụ án này khi nào mà còn ngậm tiền của gia đình nhà hàng Thái cũng như là của bà Mai Thư này thì chưa biết khi nào sẽ xét xử và chưa biết khi nào nó có thể kết thúc, thậm chí là cho tới ngày giỗ của cháu bé. Vụ án này chưa chắc đã xét xong. Đó. Và đây đó là cái lý do mà tại sao chúng ta cần phải lên tiếng nha. Chúng ta càng chạy thì chúng ta càng phải lên tiếng. Tại vì chúng ta không còn nhiều thời gian trong cái vụ án này nữa nha. Mọi người phải hiểu cái vấn đề này. Đó. Bao nỗi niềm rũ bỏ bước thiên thu. Cảm ơn bao trái tim người yêu mến, hẹn lại xin con trả ơn xưa. Bao ước mong những điều con muốn nói, gói gọn lại tất cả một chữ yêu. Một khát vọng mà con hằng tâm niệm, mong xã hội sẽ mãi bình yên. Con luôn yêu và nhớ mọi người, thì hy vọng Vân An dưới suối vàng có thể là cầu nguyện cho tất cả quý bà con cô bác là những cái con người mà luôn đấu tranh đòi lại công bằng công lý cho con, thì hy vọng những cái con người tấm lòng nhân hậu như tất cả cô chú chị ở đây hãy cùng nhau là lên tiếng chống lại cái ác để có thể là góp phần đòi lại công bằng cho cháu bé đáng thương của chúng ta cũng như là cho cái xã hội Việt Nam sau này không gặp cái tình trạng gọi là cái tình trạng là không gặp cái tình trạng như cái vụ này nữa và sẽ chấm dứt và không có tình trạng mà ăn hối lộ, tham ô, tham nhũng, chạy án, chạy tội như bây giờ nữa. Và phải xử cho triệt để nha. Không có khái niệm mà kẻ giàu mà khinh kẻ nghèo, là kẻ giàu được khoan thôi. Nếu như vậy thì xã hội sau này không còn công bằng. Và những cái kẻ nhà giàu sẽ ý lại và chúng nó sẽ chạy án. Đó. Hy vọng cô chú chị hãy cố gắng lên tiếng giúp em. Và không còn nhiều thời gian để cho chúng ta nói về cái vụ án nữa đâu. Cùng nhau đòi lại công bằng cho cháu bé Vân An đáng thương của chúng ta nha mọi người. Và xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp sau nha. Xin chào và hẹn gặp lại.